Hello mọi người, lại là mình Lộc Đàn đây. Theo một cái thông tin gần nhất và được quan phương phía Trung Quốc đưa ra tối ngày hôm qua, đó chính là bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 2023, thì khách nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc không cần phải cách ly nữa. Mặc dù bây giờ chưa có bất cứ một thông tin nào về việc nhập cảnh và visa của người khách du lịch, nhưng mà mình tin là trong khoảng thời gian gần tới đây thì Trung Quốc sẽ mở cửa toàn bộ vào việc du lịch Trung Quốc đối với mọi người mình, nó trở nên rất dễ dàng. Đấy nên hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem một thành phố mà không chỉ khách Trung Quốc mà khách du lịch quốc tế đều rất hướng đến, đó chính là Thượng Hải. Được đánh giá là thành phố trẻ trung và lãng mạn của Trung Quốc, những điều này nó thể hiện ở con người, nhịp sống, cảnh vật. Và để rõ hơn thì hãy cùng mình khám phá thành phố Thượng Hải qua video ngày hôm nay. Thu hút nhiều khách du lịch nhất ở Thượng Hải có khu phố Đông, khu Hoàng Phố. Hoàng Phố thì có phố đi bộ Nam Kinh này, có Ngoại Thang này, có Quảng trường Nhân dân. Còn ở phố Đông là nơi tập trung của rất là nhiều tòa nhà cao tầng, khu CBD của Thượng Hải. Bình thường thì giờ này vẫn là cái giờ mà người ta chen chúc đi làm việc ấy, 9 giờ sáng. Đấy, mọi người để ý nhé, người rất là vắng luôn. Bây giờ đang là đỉnh điểm dịch ở Trung Quốc, người nhiễm tăng rất là nhiều, Thượng Hải, Bắc Kinh, thành phố lớn khác. Cho nên người ta đang ở nhà dưỡng bệnh này. Hết Covid rồi thì mới bắt đầu ra đường, còn có một vài thành phần thì sợ không ra đường luôn, vẫn tiếp tục nhốt mình ở trong nhà, ví dụ như cô giáo của mình. Ngoại Thang là nơi mà khách du lịch tập trung đông nhất để ngắm cái tòa nhà cao tầng của Thượng Hải ở bên khu phố Đông. Ngoài ra thì cạnh hai bờ sông Hoàng Phố có rất là nhiều cái công viên. Từ những cái công viên này ngắm ra cái khu vực đấy thì cái góc quay, góc chụp nó không hề thua Ngoại Thang. Và hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến một điểm mới, một điểm đáng để đánh dấu khi mà đến Thượng Hải. Đối với những ai hướng nội này, không thích những chốn đông người mà lại muốn ngắm những cái tòa nhà cao tầng của Thượng Hải, thì Pingjian Lưu Tỷ Công Viên thực sự là một cái nơi chấm 100 điểm luôn. Với ít người này vừa có cảnh quan thiên nhiên, nó lại vừa thoáng. Ví dụ như hôm nay chỉ có duy nhất mình đang dạo ở đây. Và công viên này còn có một quả cầu có thể in hình bóng của các tòa nhà cao tầng phía đối diện. Những ngày trời nắng đẹp thì có thể đến đây dạo quanh công viên và đứng trước cái quả cầu này chụp ảnh thì lên hình cũng rất là ok. Công viên này khá là rộng và dài cho nên có thể đi bộ cả buổi chiều ung dung cả cái đoạn này cũng được. Kết thúc bữa trưa giờ ẹp và đắt lòi thì bây giờ mình sẽ đi đến một cái điểm mới ở Thượng Hải, đó chính là phía đối diện cái công viên lúc nãy mình vừa xem, CBD của Thượng Hải. Ở Trung Quốc tiện là các thành phố lớn nó đều có tàu điện ngầm ấy, trong cái việc mà đi chơi trong thành phố, đi lại trong thành phố, các điểm trong thành phố nó rất là tiện. Và cái giá vé tính ra nó cũng rẻ, một ngày đấy đi chơi nha, mình có thể ngồi rất là nhiều trạm đi, tính ra một ngày đấy mình chỉ tiêu hết tầm khoảng 80.000, 90.000 tiền đi lại thôi. Hello mọi người, và bây giờ mình đang đứng ở CBD của Thượng Hải, trung tâm tài chính kinh tế của Thượng Hải, nơi mà tập trung rất nhiều các cái tòa nhà cao tầng, và nổi trội với 4 tòa đó chính là tòa Kim Mậu, tòa tháp Đông Phương Minh Châu, tòa tháp tài chính kinh tế và tòa tháp trung tâm của Thượng Hải. Cả cái vùng lớn này thì nó nằm ở phố Đông, còn cái vùng bé này thì được gọi với một cái tên rất là hay, Lục Gia Chuyển, Lục Gia Trụy.
Nếu mà dịch thẳng ra thì gọi là cái miệng của nhà họ Lục, rất là lạ phải không? Nó được xây trên cái đất nền rất là mềm và rất là yếu, bởi vì ngay cạnh phía bên kia chính là sông, cho nên đất ở đây khi mà đào xuống thì mạch nước dồn rất là nhiều và đa số là đất phù sa bãi bồi ấy, cho nên việc xây dựng rất nhiều cái tòa nhà cao tầng ở đây thì tất nhiên họ phải áp dụng những cái kỹ thuật rất là cao trong cái việc xây dựng nền móng. Thượng Hải phát triển lên từ cảng khẩu và được rất nhiều người biết đến về ngành xuất nhập khẩu. Nhưng mà từ khi mà phát triển cái nền kinh tế nền đã chắc rồi thì ở đây bắt đầu phát triển về tài chính, kinh tế. Cho nên bây giờ ở đây tụ tập rất là nhiều công ty về tài chính, kinh tế, ngân hàng và bảo hiểm. Bây giờ mình đang tiến lại gần tòa tháp Đông Phương Minh Châu, tòa tháp truyền hình của Thượng Hải. Nó được xây dựng vào năm 1991 và đến tháng 5 năm 1995 thì nơi đây bắt đầu đi vào hoạt động và tiếp đón khách du lịch. Đông Phương Minh Châu ngoài chức năng phát sóng truyền hình thì đây còn là một cái khu tổ hợp dịch vụ có hết, từ khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm, khu trưng bày và triển lãm. Mọi người có thể thấy nhá, xung quanh này có rất là nhiều quả cầu, tổng hợp tất cả những quả cầu ở đây là 11 quả. Nó thiết kế của cái tháp này nó được dựa trên một cái câu thơ, đó là tà chu xảo chu đổ ủy phán, những viên ngọc, những viên chân châu to, những viên chân châu bé, tất cả đều rơi rớt xuống một cái bàn ngọc, nó dựa trên cái câu thơ này. Tà tháp Đông Phương Minh Châu thì người ta sẽ bán vé theo cái độ cao, và nếu mà lên cái độ cao cao nhất cho phép thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 300 tệ cho một người đấy, và mình sẽ không lên cái tòa tháp đấy, thay vào đó mình sẽ dẫn mọi người đi xem một điểm mà nó miễn phí. Cái điểm miễn phí này là một nhà sách, một thư viện nằm ở tầng 52 của tòa nhà cao nhất Thượng Hải. Vào đây thì mọi người sẽ phải hẹn trước ở trên WeChat. Nhưng bởi vì dạo này khách du lịch rất là ít, cho nên khi mà mình vào thì người ta cũng không cần cái phiếu hẹn của mình ấy. Mọi người cứ đi bộ đến sảnh chính hỏi nhân viên ở đấy thì người ta sẽ chỉ đường để lên thang máy của tầng 52. Cái thư viện này thì có thang máy riêng đi lên thẳng đến tầng 52 đấy luôn. Thư viện này thì được phân thành hai khu vực chính, khu vực bày bán đọc sách và khu vực cà phê. Khu vực bày bán đọc sách thì mọi người có thể đi lại tự do, có thể đọc tất cả những quyển sách có ở đây. Còn khu vực cà phê thì mọi người phải mua đồ uống mới có thể đi ra đấy được. Đồ uống ở đây thì giá dao động từ 20 đến 40 tệ. Nói chung là giá rất là sinh viên, cho nên đến đây cũng khá là nhiều các bạn trẻ. Mặc dù người đến khá là đông, nhưng bởi vì đây là không gian thư viện cho nên mọi người cũng giữ yên lặng. Đến đây để ngắm hoàng hôn của Thượng Hải thì cũng là một lựa chọn khá là tuyệt vời. Tham quan xong tiệm sách trên cao này thì mình sẽ bắt đầu đi xuống và đi lên cái tầng tham quan cao nhất của tòa tháp trung tâm Thượng Hải. Phía trước mình chính là cái điểm bán vé để lên cái tòa trung tâm Thượng Hải, Thượng Hải Trung Xin Tòa Sạc. Bây giờ mình sẽ đi vào hỏi xem mua như thế nào và giá vé là bao nhiêu. Cái điểm trên này họ ngừng bán vé rồi. Và bây giờ bọn mình bắt đầu đi xuống thế giới này để mua. Shanghai, Shitian, top of Shanghai. Nếu mà hôm nào trời đẹp thì lên cái giờ này chắc chắn sẽ nhìn thấy hoàng hôn. Nhưng mà hôm nay thì Thượng Hải
nhiều cái bụi mờ quá. Nếu mà mải theo 268 đó. 268 đó. 268 tệ để đi lên tòa tháp trung tâm Thượng Hải. Trước khi đi lên thì mọi người sẽ thấy một cái khu triển lãm về tất cả những cái tòa nhà cao tầng ở cái tầng 1 của cái tòa tháp này. Hiện tại cao nhất thế giới chính là tòa tháp Khalifa ở Dubai. Đây mọi người có thể xem, đây là xếp hạng những cái tòa tháp cao nhất thế giới, xếp hạng mới nhất. Đầu tiên chính là tòa tháp Khalifa ở Dubai, thứ hai chính là tòa tháp Shanghai Tower ở Thượng Hải, và chính là cái nơi mà mình đang đứng đây. Và tiếp theo thì mình có thể thấy được là tất cả những cái tòa này mà cái tỷ lệ của Trung Quốc chiếm khá là nhiều. Ví dụ như đây là ở Nam Kinh này, còn đây là Tô Châu này, đây là Đài Loan này, đây là ở Bắc Kinh này, đây nữa Thượng Hải đây. Wow, Vincom nhà mình landmark 81, xếp thứ 14 toàn thế giới. Wow. Check in Vincom. Đến đây thì mọi người sẽ được trải nghiệm cái thang máy được đánh giá là một trong những thang máy tốc độ cao nhất thế giới. Now we are taking the world's fastest high-speed elevator. 电梯最快速度可达每秒18米. Fastest speed is 18 meters per second. 仅55秒便可到达上海之巅观光厅. In only 55 seconds, we will reach observatory of Shanghai Tower. 118层到了，祝您参观愉快. We have arrived at 118th floor. Wish you a pleasant tour. 这太牛逼了！哇，他们这么快，太牛逼了！天哪！ Vé 268 tệ thì nó bao gồm cái khu vực quan sát ở phía ngoài này và một khu vực biểu diễn âm thanh và ánh sáng ở tầng phía trên. Khách tham quan có thể đi vòng quanh cái khu vực này, nhìn ngắm khu phố đông và tất cả những cái tòa nhà cao tầng ở phía dưới. Điểm mà mình đang đứng quan sát đây là tầng 118. Ngay phía dưới của mình có thể nhìn thấy khu dân cư đắt tiền nhất của Thượng Hải. Đây cũng là nơi tập trung rất là nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Từ xa thì mọi người có thể nhìn thấy những dãy nhà thẳng tắp. Đây chính là cái kiểu kiến trúc cũ của Thượng Hải được học từ châu Âu, đã từng dung nạp rất là nhiều người Thượng Hải gốc ở đây. Cái tòa tháp này nếu mà mình đứng ở dưới rồi nhìn lên thì nó giống như kiểu một cái hình tam giác như thế này đấy, nhưng mà nó không kiểu không nhọn đấy, nó xoáy lên dần đấy. Cái thiết kế như thế này là thứ nhất là nó dựa trên cái văn hóa phương Đông, bởi vì ở cái nền móng này người ta tô hết sơn màu vàng, lúc mà mình vào mình cũng thấy đấy, sau một cái cột dựng lên như thế này, nó biểu tượng, nó tượng trưng cho cái sự phát triển mãnh liệt của Trung Quốc trong những năm gần đây về kinh tế này, về sức ảnh hưởng trên thế giới của họ. Và thứ hai nữa là cái vòng xoáy này lên như thế này đấy, thì nó sẽ cản cái lực của gió tác động vào cái tòa này thì nó sẽ giảm đi cái lực ấy rất là nhiều. Mọi người có thể để ý là ở giữa cái tòa này có một cái đường chéo sát lên theo cái tòa này. Cái đường này chính là biểu trưng cho cái sông Hoàng Phố chảy qua cái thành phố Thượng Hải này, là một con sông như kiểu một cái linh hồn của thành phố này luôn đấy. Sau rồi đến Thượng Hải thì mọi người có thể cảm nhận một chút, nó rất là giống với cái Sài Gòn ở Việt Nam của mình, một thành phố nhịp sống rất là trẻ trung, năng động và rất là hiếu khách. Mọi người ơi, ngay phía sau mình đây là hệ thống giảm chấn của một tòa nhà cao nhất Thượng Hải và nặng nhất thế giới. Tất cả cái hệ thống này nó nằm ở giữa 126 và 125 của cái tòa nhà này, và cái nặng của nó là 1.000 tấn. Cái sức nặng của nó chiếm 0,118% so với lại cái tòa nhà này. Cái con mắt này nó chỉ là một cái tượng trưng, cái biểu trưng ở phía trên này. Phần hệ thống chính nó được gắn liền với 12 dây cáp rất là to. Từ cái điểm này so với mặt đất là 583 mét so với mặt đất.
Ngay ở phía tay trái của mình chính là phố đi bộ Nam Kinh nhìn từ xa. Bây giờ mình sẽ đi xuống từ đỉnh cao 623m nhìn xuống cả cái khu vực phố đi bộ Nam Kinh. Sau khi quan sát thành phố Thượng Hải từ trên cao thì mọi người có thể đi xuống đi về phía đối diện chính là phố đi bộ Nam Kinh và Ngoại Than. Phố đi bộ Nam Kinh và Ngoại Than là hai điểm nằm sát nhau. Phố đi bộ Nam Kinh là tổ hợp khu dịch vụ, mua sắm, ăn uống, nhà hàng, khách sạn. Mọi người có thể đi dạo quanh khu vực này, có thể nhìn thấy rất là nhiều brand nổi tiếng của Trung Quốc từ thời trang đến điện thoại. Khu vực này cũng có bày bán rất là nhiều đồ ăn vặt, đồ ăn đường phố, đồ ăn hot trend. Còn về độ ngon thì mình cảm thấy là may mắn thì vớ được quán ngon, còn không thì bình bình như vậy thôi. Phố đi bộ Nam Kinh ở đối diện con đường này chính là Ngoại Than, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh những tòa nhà cao tầng của phố Đông. Những tòa nhà độc đáo hiện lên với sắc vàng rất là bắt mắt này chạy dọc theo Trung Sơn Đông Nhất Lộ, là khu tập trung rất là nhiều ngân hàng, công ty bảo hiểm, cho nên được đặt một cái tên đó là nhóm triển lãm kiến trúc Bến Thượng Hải. Những tòa nhà ở đây đã chứng kiến sự phát triển của Thượng Hải, sự thay đổi bộ mặt của thành phố này. Và mỗi tòa nhà ở đây đều có những câu chuyện về sự hình thành, những câu chuyện liên quan đến lịch sử. Tòa nhà mà mình đang hướng tay về đây trước kia là ngân hàng HSBC của Anh, còn bây giờ thì nó thuộc về Ngân hàng Phát triển Phố Đông. Theo như thống kê thì xây dựng tòa nhà này tốn nhiều tiền nhất, có thể lên đến một nửa giá trị của cả khu phố này luôn. Ngay phía đối diện của mình đây chính là tòa hải quan của Thượng Hải. Năm 1863 đến 1911 thì cái tòa nhà này do người Anh quản lý và người Anh thu thuế. Tức là 1911 về sau, người Trung Quốc mới có quyền được thu thuế hải quan nhập khẩu từ nước ngoài để vào nước của họ. Thực sự phải nói đây là một cái quá trình mà người Trung Quốc phải nhượng bộ rất là nhiều cho các nước thực dân khác. Và cái tòa nhà này mọi người có thể ý ở phía trên cùng đấy có một cái đồng hồ. Theo như được kể thì cái đồng hồ này được sắp xếp và lắp đặt ở Mỹ, sau đấy vận chuyển đến Thượng Hải và lắp lên cái tòa nhà, cho nên cái đồng hồ này nó nổi tiếng không chỉ duy nhất ở Thượng Hải mà còn cả trên thế giới luôn. Tòa hải quan Thượng Hải này thì cứ 15 phút sẽ rung chuông một lần. Trong một giờ thì số phút 15, 30, 45, cái số tiếng chuông rung nó đều khác nhau. Sau khi đi hết dọc cái đường Trung Sơn Nhất Lộ này thì mọi người có thể đi lên phía trên dọc bờ sông Hoàng Phố để nhìn ngắm phố Đông.
Bến Thơ Hải chạy dọc theo dòng sông Hoàng Phố. Năm 1844 thì đây được định chỉ là tô giới của Anh. Và sau đấy thì rất là nhiều ngân hàng này, tòa soạn báo này đều tập trung và phát triển ở đây. Nó trở thành một cái hình ảnh biểu trưng cho sự phát triển của kinh tế và thay đổi bộ mặt của toàn thành phố này luôn. Khi mà trở thành cái tô giới của Anh ấy thì nhà Thanh vẫn đang còn tồn tại nhá, 1844. Và mãi đến tận những năm 1943 thì nơi này mới được nhượng quyền lại cho Trung Hoa Dân Quốc. Tân Dòng Sông Ly Biệt, Bến Thượng Hải là hai bộ phim truyền hình có thể nói rất là quen thuộc với thế hệ 8X và 9X. Và ngay trước mặt mình đây, ngôi nhà có đỉnh màu xanh này chính là khách sạn Hòa Bình. Khách sạn Hòa Bình nổi tiếng với câu nói, dù là chuyện lớn chuyện bé thì vào đây mọi chuyện đều được xóa sạch hết. Bởi vì bây giờ Trung Quốc bắt đầu giới hạn tất cả các tòa nhà cao tầng rồi, cho nên có thể cái tòa nhà trung tâm Thượng Hải này chính là cái tòa nhà cao tầng nhất của Trung Quốc, và sau này cũng không có tòa nhà nào có thể phá vỡ được cái kỷ lục này nữa. Và bây giờ mình đang đi bộ đến là công viên Hoàng Phố. Công viên Hoàng Phố được xây dựng vào năm 1868. Cái thời đầu mới xây dựng thì công viên này chỉ cho phép người nước ngoài vào thôi, người Trung Quốc không thể vào được. Và đây cũng chính là cái công viên kiểu vườn châu Âu đầu tiên ở Thượng Hải. Mãi đến tận năm 1928 thì công viên này mới mở cửa cho người Trung Quốc đi vào đấy. Xây dựng ở Trung Quốc, người Trung Quốc không thể vào, tức phải không? Nó nằm ở điểm giao của lạch Tô Châu và sông Hoàng Phố. Ngay phía sau lưng mình đây chính là bia tưởng niệm anh hùng nhân dân của thành phố Thượng Hải. Nếu đến ngoại thành thì góc nhìn này cũng là một góc rất đáng để đến. Và ngay phía đối diện cây cầu nhiều màu sắc này chính là cầu Ngoại Bạch Độ. Cầu Ngoại Bạch Độ xuất hiện trong rất là nhiều bộ phim truyền hình liên quan đến Thượng Hải. Từ năm 1856 đến năm 1867, khi mà người qua cái cầu này thì người ta sẽ phải thu tiền, người Trung Quốc là 2 đồng, còn người nước ngoài là 15 đồng. Mãi đến tận sau này khi mà cầu miễn phí rồi thì người Thượng Hải đã đổi tên cái cầu này thành Ngoại Bạch Độ, có nghĩa là qua cầu và không còn thu tiền nữa. Rời Ngoại Than thì chúng ta có thể đến chùa Tĩnh An, một địa điểm rất là cổ kính của Thượng Hải. Mình rất là ấn tượng với cách trưng bày, quảng cáo và bố trí của các ga tàu điện ngầm ở Trung Quốc. Nhiều lúc nhìn nó cứ giống như kiểu một cái không gian trưng bày nghệ thuật đấy. Ngay phía sau lưng của mình đây là một ngôi chùa huy hoàng với sắc vàng rất là lóng lánh, thân ở giữa rất nhiều các tòa nhà cao tầng này, khu thương mại mua sắm này. Và ngôi chùa này tên là Tĩnh An. Tĩnh An tại sao lại ở đây và lịch sử như thế nào thì hôm nay mình và mọi người sẽ cùng vào và tìm hiểu thật rõ hơn về ngôi chùa này. Với lịch sử rất là lâu đời, chùa Tĩnh An được xây dựng vào năm 247. Trước kia thì nó nằm ở ngay cạnh bờ sông Tô Châu hiện tại, và đến tận năm 1216 thời Nam Tống thì mới được dịch chuyển về cái khu vực Tĩnh An, Thượng Hải bây giờ. Chùa Tĩnh An được nhiều người biết đến từ năm 1927 khi mà Pháp sư Trì Tông từ Nhật Bản trở về. Lần này ông quay về thì mang theo cả mật tông Đại Đường đã thất lạc ở Trung Quốc hơn 1.000 năm. Từ xa nhìn đến thì chúng ta có thể thấy những cục đá, những cái tảng đá, những cái trụ đá to như thế này. Và ở trên đỉnh đầu có bốn chú sư tử hướng về bốn phương. Ở trong tiếng Trung thì đây sẽ gọi là Phạm Trảng. Phạm Trảng là gì? Nó xuất phát từ Ấn Độ, thời vương triều Khổng Tước, vua Asoka. Ông thời trước, trước khi mà theo quy y cửa Phật thì ông trên chiến trường chém giết rất là nhiều. Về đến cuối đời thì vua Asoka của Ấn Độ là quyết định theo quy y cửa Phật, và ông đã cho xây dựng rất là nhiều những cái trụ đá như thế này. Trụ đá ở trên có khắc rất là nhiều kinh văn. Nó được xây dựng ở những nơi mà đông người để người đời nhìn thấy và học tập làm theo. Kinh văn thường được khắc ở phía sau của thank you.
Rời chùa Tĩnh An, chúng ta có thể đến một điểm mới. Điểm này cũng có thể ngắm cảnh đêm sông Hoàng Phố. Nếu mà mọi người tìm cái điểm này thì ở đây nhá, là cái tòa Đông Phương Minh Châu, hướng kia, cái tòa nhà trắng trắng kia. Đấy, chỉ nhầm rồi. Đấy, chính là Phủ Đô Nghệ Sủ Quả, nơi mà mình đang chuẩn bị đến. Ngoài ngoại thang và những cái địa điểm mà mình đã giới thiệu để ngắm cái phố đông về đêm ấy, thì cái điểm mình đến đây cũng là một điểm rất là ok. Đây là lần đầu tiên mình đến đây cho nên mình cũng chưa rõ được là cái cách tham quan như thế nào sẽ tiết kiệm thời gian và có thể biết được những cái thứ hay ho nhất về cái viện nghệ thuật này. Bây giờ mình sẽ đi vào trong luôn. Viện Bảo tàng Mỹ thuật Phố Đông là một cái khu trưng bày rất là nhiều hiện vật về mỹ thuật. Và nếu những bạn nào mà kiểu yêu thích về những cái đẹp này, những cái thứ nhỏ nhắn xinh xắn hoặc là tìm hiểu về nghệ thuật của thế giới thì có thể nên đến đây. Đối diện với Đông Phương Minh Châu, đây chính là cái tòa mà mình đang ở. Khi mà tham quan hết tất cả những cái triển lãm ở trong tòa này thì mình có thể đi theo cái cầu này và đến cái điểm này. Đây, cái điểm này là một cái hành lang. Và từ cái hành lang này nhìn về hướng này chính là hướng của những cái tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải đấy. Ở trong này thì người ta sẽ trưng bày rất là nhiều các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ đến từ toàn cầu. Mình đến đây thì chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, chứ không tìm hiểu sâu. Nhưng tác phẩm nào mà cảm thấy bắt mắt, ấn tượng thì mình sẽ dừng lại xem. Tầm 7 giờ tối khi mà phía bên kia của sông Hoàng Phố lên đèn thì đây sẽ là một góc cực kỳ đẹp và siêu đẹp luôn. Cái phía màn hình bên này nó hiện lên cái quảng cáo của TikTok và nó in lên cái bóng gương phía bên này luôn. Thành phố lên đèn thì mọi người có thể lên trên cái lầu cao nhất này, là một cái lầu, cái tầng lộ thiên. Cái ban công này có thể nhìn ngắm thành phố ở phía đối diện, mà nơi mà mình đang đi đến đó chính là ngoại thang. Phía sau mình chính là Đông Phương Minh Châu. Bên kia tòa tháp trung tâm Thượng Hải. Cái góc này để nhìn ngắm Thượng Hải. Wow. Nếu mọi người không thích những cái trưng bày nghệ thuật ở phía trong thì có thể tham khảo một địa điểm ở ngay sau cái viện mỹ thuật phố đông này. Đó chính là một cái đường đi bộ ven sông. Đoạn đường đi bộ ven sông này là một không gian mở với thiết kế có ghế ngồi. Và phía trước giống như kiểu mình đang ngồi xem một màn hình TV với những cái hình ảnh rất là sống động. Ngồi ở đây nhìn ngắm dòng người và thuyền bè qua lại cũng là một trải nghiệm đáng để thử ở Thượng Hải. Bởi vì thiết kế mở và đang giữa mùa đông cho nên sẽ hơi lạnh một chút, còn đến đây vào mùa hè thì thực sự là có thể ngồi cả đêm nói chuyện chém gió được. Địa điểm tiếp theo chúng ta đến ở Thượng Hải là tòa nhà Võ Khang. Mình từng nói là Thượng Hải rất phát triển và lãng mạn, vừa thanh nhã, vừa có một chút gì đấy cao quý của một người con gái. Để nói lên những cái điều này thì thứ nhất, Thượng Hải xuất phát là một thành phố cảng, cho nên cái sự giao thoa về văn hóa trên thế giới của Thượng Hải rất là rõ rệt. Cũng giống như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải có rất là nhiều những ngôi nhà cổ có kiến trúc độc đáo. Và những kiến trúc này nó tọa lạc ở một cái khu vực
nó được rất nhiều bạn trẻ đón tiếp, đó là cái đường Võ Khang. Và trên đường Võ Khang nổi bật lên nhất đó chính là cái tòa nhà này, tòa nhà Võ Khang. Tòa nhà Vũ Khang này thì được một nhà thiết kế người Hungary thiết kế và hoàn thiện vào năm 1925. Năm 1925 cũng là cái thời điểm đánh giá cái bước tiến trong công việc của ông rất là nhiều. Cái tòa nhà Vũ Khang này theo phong cách cổ điển cho nên tất cả những thiết kế này, nội thất của nó đều rất là đơn giản. Từ năm 1925 về sau, ông ấy quyết định theo đuổi cái phong cách decor art, tức là mọi thứ ở phía bên trong nó sẽ được hoa lệ hơn rất là nhiều. Và cái kiến trúc này cũng chính là đánh dấu cái bước chuyển trong cái phong cách của ông. Cái tòa nhà Võ Khang này thì được thiết kế một cách rất là độc đáo. Mọi người có thể nhìn thấy hành lang của tầng 1. À, xe buýt lại vừa đi qua rồi. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy những cái vòm như thế. Nhà thiết kế đã để lại một cái hành lang tầng 1 để cho khách có thể đi qua và nhìn thấy tầng 1 của tòa nhà này. Tòa nhà Võ Khang nằm ở ngay giữa ngã 6 cho nên lượng người qua lại rất là đông đúc và tấp nập. Cộng thêm dạo thời gian này Trung Quốc đã mở cửa cho nên rất nhiều bạn trẻ cũng đã đến đây để check in. Và mọi người có thể thấy hướng mặt trời là đối diện với mình. Nếu mà đến vào đây vào những ngày trời nắng đẹp thì ánh nắng mặt trời sẽ rọi lên cái khung này. Đấy, một thiết kế rất là đặc biệt kẹp giữa hai con đường. Một cái khúc cong tạo ra nó giống như kiểu một cô gái mặc chiếc váy bó eo ấy. Không chỉ có tòa nhà Võ Khang mà dọc theo cả cái khu vực này đều có rất là nhiều nơi để mọi người check in. Đấy, có những hàng quán cà phê này, tiệm bán quần áo này rất là đẹp. Mọi người cứ hay nói là Giang Nam, vậy Giang Nam ở đâu? Định nghĩa chung Giang Nam chính là vùng phía nam của sông Trường Giang. Thường thì nổi trội lên những cái vùng này, thành phố thì người ta hay kể đến là Chiết Giang này, Giang Tô này, Thượng Hải này. Nhưng mà thực tế thì An Khuy với lại Giang Tây cũng là một trong những hai cái địa điểm rất là nổi tiếng của Giang Nam. Chỉ cần là sông Trường Giang, phía nam của sông Trường Giang thì mọi người sẽ gọi là Giang Nam hết. Nhưng mà mấy cái thành phố mình kể, mấy cái tỉnh mình kể ở trên thì nó sẽ có những cái đặc điểm nó rõ rệt hơn rất là nhiều. Giang Nam là cái vùng mà có thể nói là non nước hữu tình lãng mạn. Những người con gái, những chàng trai ở đây đều mang một cái khí chất rất là riêng của vùng miền. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được đến hai cái điểm nó sát nhau ở Thượng Hải, đó chính là Yu Yuan và Chấng Hoàng Miệu. Ở mỗi một thành phố ở Trung Quốc đều thường sẽ có một cái miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng là nơi mà thờ phụng những người có công ơn cho cái thành phố đấy, đã giúp thành phố đấy có thể là phát triển này, bảo vệ họ này, hoặc là có một cái công ích gì đấy, cho nên họ đã lập thành cái miếu để mà thờ. Và thường miếu thì sẽ là thờ những cái nhân vật mà có thật trong lịch sử, chứ không phải là những nhân vật mà hư cấu hoặc là tưởng tượng như thế. Cái dự viên này không thể mua vé ở cái phía cổng ra, chỉ có thể mua vé ở phía cổng vào. Cho nên bây giờ mình lại phải đi ra cái cổng vào. Cái anh bảo vệ lúc nãy anh bảo là ở số 1, mà mình chả biết số 1 là ở đâu luôn đấy. Mình đi ra khỏi cái khu du lịch đấy luôn rồi. Đây rồi mọi người. Nó nằm ở ngoài khu du lịch cơ, cái cửa, cái cổng chính này. Cho nên phải mua vé ở đây. Mình xem giá vé là bao nhiêu. 30 tệ vé của người lớn. Nếu mà có thẻ học sinh thì là 15 tệ. Người già cũng là 15 tệ. Cái cây ngân hạnh ở phía sau mình thì đã được trồng ở đây 400 năm rồi, từ lúc mà mới xây dựng nên cái nhà vườn này. Cây ngân hạnh thì nó cũng được chia thành đực cái, thì cây to này nó là cây đực, một cây đực rất là cao, tầm khoảng 21 mét, và tán lá của cây rất là xum xuê. Nhưng mà bây giờ bởi vì đang là mùa đông cho nên cây đã rụng hết lá rồi, cây rụng hết lá rồi.
Và nếu mà mình đến sớm hơn một chút nữa được ngắm cái cảnh lá vàng ở giữa cái rừng cây Ngân Hạnh, một cái vườn giang nam như thế này thì phải nói luôn một cái tuyệt cảnh thôi. Bước đến đoạn này, ngay cạnh cây lựu già này thì mọi người sẽ thấy một bức tranh. Trong bức tranh có sự xuất hiện của cây mai và hạc tiên. Và bức tranh lại xuất hiện như thế nào? Thì theo như kể lại, hơn 1.000 năm trước thời Bắc Tống thì có một vị văn nhân tên là Lâm Bô. Ông ấy không kết hôn, không sinh tử và sống một mình trong rừng già ở Hàng Châu. Trong quá trình sống ở trong rừng hơn 20 năm, ông đã trồng cây mai, nuôi hạc. Cuộc sống thanh đạm mà cao nhã, ông ấy trồng cây mai, nuôi hạc, xem cây mai như vợ của mình và xem hạc như con của mình. Vậy nên đã có cái câu thơ mấy si hửa sửa. Nghĩa ở ngay bên cạnh mình đây là hai con sư tử sắt được làm từ thời nhà Nguyên năm 1290. Tính đến nay thì đã có hơn 700 năm lịch sử rồi. Sư tử trong văn hóa của người Trung Quốc thì rất là được người ta xem trọng. Thứ nhất là nó xuất hiện trong Phật giáo này. Thứ hai bởi vì cái hình tướng rất là oanh mãnh như thế này, cho nên thường sẽ được đặt ở trước nha môn hoặc là đặt trước những cái nhà mà giàu có này, của cải rất là nhiều để trông giữ nhà cửa. Mọi người có thể nhìn thấy nhá, chú sư tử mà ở phía chân này đấy, đè lên một chiếc con bé này, tức là sư tử cái. Còn ở phía bên này, tay đè lên một quả cầu, tức là sư tử đực. Bây giờ thì mình đang đứng ở trước triển rủ cha chỉnh sổ láng. Thường thì các cái công trình kiến trúc ở trong một cái nhà vườn ở Trung Quốc thì người ta sẽ dùng hành lang để mà nối. Nhưng mà hành lang thì lại không được làm thẳng, phải làm cong. Vậy nên nếu mà là một cái đường thẳng như thế thì người khách có thể nhìn thấy hết những cái cảnh quan ở phía sau đấy. Cho nên cái hành lang đoạn này đã thiết kế đó là dùng một cái tấm bia chắn ngay ở trước này để mà chặn khách không thể nhìn thấy cái tầm ngoài đấy. Nó gợi lên một cái ý nghĩa là cái cảnh đẹp nó còn ở phía sau, hãy tiếp tục đi đấy, để che chắn bớt đi, là một cái ngụ ý ẩn giật ở đây. Đứng ở lầu Quyển Vũ ngắm nhìn Đại Giả Sơn, đây là hai công trình được gọi là tinh tế nhất của Dự Viện. Nó được ông Trương Nam Dương tự tay thiết kế và đúc kết nên cái nơi này từ thời nhà Minh. Dự Viên do Phan Doãn Đan xây dựng vào thời nhà Minh năm 1559. Ông dựng lên cái khu nhà vườn này là để báo hiếu cha mình, để cho cha có nơi ở về già. Trong cái quá trình làm quan thi cử của ông thì ông gặp rất là nhiều trắc trở, và người luôn giúp đỡ ông chính là cha của ông. Sau khi cả hai người mất thì cái khu nhà vườn này được nhượng lại cho con rể của ông Phan Doãn Đan. Và cả cái quá trình phát triển đến bây giờ, cái khu vườn này luôn là khu vườn nổi tiếng nhất của Thượng Hải. Bình thường những cái nơi này thì sẽ có rất là nhiều người cho cá ăn đây, nhưng mà hôm nay chả thấy có ai bán, chắc là bị cấm cho ăn nhỉ. Trong khu nhà vườn này thì có thể bắt gặp rất là nhiều loài cây. Ngoài tùng cúc trúc mai thì còn có cả cây liễu, cây lựu, cây hoa trà. Dạo quanh trong vườn, cảm nhận cách sắp xếp, cách bày đặt nhà vườn của người Giang Nam để thấy được con người ta tinh tế, tỉ mỉ đến mức nào. Mùa đông của Thượng Hải năm nay thì lạnh hơn những năm khác rất là nhiều, thậm chí là có những cái đoạn nước tù thì đã bắt đầu đóng băng rồi. Cái hiện tượng này thì rất ít gặp ở Thượng Hải trong những năm gần lại đây. Bao quanh Dự Viên và Thành Hoàng Miếu là các khu mua sắm và nhà cổ. Thành Hoàng Miếu tách hẳn ra trong cái khu mua sắm này, và mình bây giờ đang tiến về cái hướng đấy. Sau lưng của mình đây chính là Thành Hoàng Miếu của Thượng Hải. Thành Hoàng Miếu của Thượng Hải thì vé vào là 10 tệ và mọi người có thể mua thông qua hình thức quét cái mã QR ở đây. Đấy, mua xong thì có một cái mã QR như thế này.
là được. Nhân trung thượng quan. Thanh Hoàng Miếu của Thượng Hải thì có thờ ba người. Đầu tiên là Hoắc Quang. Hoắc Quang là năm 68 trước công nguyên. Ông là một tướng thời nhà Hán, nhưng mà mãi đến tận thời Nguyên thì ông được phong làm hoàng thành đầu tiên của Thượng Hải. Còn người thứ hai là Tần Dụ Bá. Tần Dụ Bá là một tướng dưới thời của Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương phong ông làm hoàng thành của Thượng Hải. Còn vị thứ ba là Trần Hóa Thành. Ông là một vị tướng thời nhà Thanh, có công trong công cuộc bảo vệ Thượng Hải trong lần chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất. Nhưng mà ông mất sau khi mà tranh đấu với lại đế quốc Anh. Thành Hoàng Miếu đền chính thờ Hoắc Quang và xung quanh còn có các đền phụ khác. Người ta đến đây thì có thể cầu tiền tài, sức khỏe. Diện tích của Thành Hoàng Miếu thì nó cũng không quá là to, chỉ có một đường thẳng đi vào và đi ra cũng cùng một lối luôn. Kết thúc tham quan Thành Hoàng Miếu thì chúng ta cũng có thể đi thẳng ra khu thương mại mua sắm ở ngay cạnh đấy luôn. Đây thực sự là cái khoảng thời gian mà mình thấy đông người tập trung nhất ở Trung Quốc từ cái lúc mà mình nhập cảnh đến tận bây giờ. Ở đây thì mọi người sẽ kiểu nhận những cái lời chúc ấy. Có thể qua đây và lấy một bất kỳ một cái thanh nào đấy. Ví dụ như mình lấy được là chiến khang như ý, sức khỏe như ý. Cảm ơn nha. Cũng mong, cũng chúc mọi người là năm mới sắp đến một năm sức khỏe an khang. Đều là 12 con giáp, nhưng mà ở Việt Nam mình là con mèo, thì ở Trung Quốc lại là con thỏ. Cho nên năm sắp tới đây, năm 2023 là năm con thỏ của Trung Quốc. Đến dự viên trong thời gian này thì mình rất may mắn đã gặp được cái buổi trưng bày và biểu diễn nghệ thuật đèn lồng của Trung Quốc. Tất cả những cái hoa văn ở đây, hoa văn này, các nhân vật hoạt hình này, nó đều dựa trên Sơn Hải truyền kỳ của Trung Quốc. Không biết các bạn có chơi cái game này không, nhưng mà mình thì không có. Vị trí biểu diễn này thì nó nằm ở ngay cái cạnh cầu Chín Khúc của dự viên. Mọi người có thể đến đây xem ngắm vào tầm khoảng 7 giờ tối, 4 rưỡi. Bây giờ thì sớm rồi, 4 rưỡi thì ở nơi đây nó sẽ lên đèn. Lúc chiều khi mà mình đi qua đoạn này thì mình nghĩ là nó cũng chỉ là vậy thôi, nó không có cái gì quá đặc sắc. Cho đến khi mà đêm về, tất cả cái ánh đèn lên như thế này thì mọi người mới thấy được là rõ ràng nó đẹp đến mức nào. Không khí Tết đến rất là gần rồi. Cái góc máy này phải nói thực sự rất là đỉnh luôn. Qua những cái ô cửa này có thể nhìn thấy những tòa nhà lúc lên đèn ấy, nó giống như là vào cái thời cổ Trung Hoa. Phía trước của mình là một thần tiên tỷ tỷ rất là đẹp luôn, rồi xinh gái cực luôn đấy. Mọi người có thể đứng ở phía sau và chụp với lại chị đấy. Chào, có thể lưu một chút video không? À, chào, xin chào. Tôi là từ Việt Nam, đúng, qua lại Trung Quốc du học. Hello, sinh nhật vui vẻ. À, sinh nhật vui vẻ, xin chào. Wow, xinh gái vãi trưởng luôn, kiểu đứng gần mà tim đập ấy mọi người ạ. Thượng Hải có cổ trấn Chu Gia Giác và cổ trấn Phong Kinh, nhưng mà cả hai cổ trấn này nó đều nằm ở rất là xa ngoại thành. Cho nên nếu mà những bạn nào có dự tính đi chơi cổ trấn ở Thượng Hải mà thời gian lại không có nhiều thì mình khuyên là không nên đi hai điểm đấy, bởi vì rất khó để đi về trong ngày. Nhưng đến Thượng Hải mà bạn vẫn muốn đi cổ trấn thì mình xin giới thiệu, đây chính là cổ trấn Tân Trường.
cổ trấn Tân Trường quy mô không lớn cho nên cái lượng người đến đây đa số là người Thượng Hải cuối tuần họ đến đây chơi và mua một vài đồ ăn vặt các thứ. Cho nên khách ngoại địa này, khách ngoài tỉnh, khách quốc tế đến đoạn này thì sẽ rất là ít. Đến cổ trấn Tân Trường thì mọi người có thể nhìn thấy cái món xíu ngoại ở đây. Trứng muối nếp này, sau rồi vị tôm này, vị đậu đỏ này và vị thịt tươi này. Mình có hai cái thì 10 tệ, giá này thì ok so với lại một cái khu du lịch như thế này. Quán thì được cô chú này bán nhưng mà cô chú kiểu nói tiếng Thượng Hải ấy, thành ra mình chẳng nghe hiểu cái gì hết luôn. Đến cổ trấn thì ngoài ngắm cảnh mình còn đi ăn những cái thứ đồ ăn vặt nổi tiếng của cái khu cổ trấn này. Cổ trấn Tân Trường đồ ăn rất là ổn mà giá cũng rất là bình dân. Tiểu bóng bao là một cái món đồ ăn sáng rất là quen thuộc của người Trung Quốc. Đặc biệt ở vùng Giang Nam này có cả bánh bao súp này, tiểu long bao này là hai món rất là nổi tiếng ở đây. Và ăn món này thì thường người ta sẽ chấm với lại cái giấm đen. Nó có cái vị ngọt tươi ấy, ở phía trong này nó có cái súp. Khi mà mình cắn thì cái súp nó chảy ra, có thể hơi nóng một chút. Nhưng mà ăn cái kiểu nóng hổi này nó đúng theo cái chất của bên này luôn. Còn đây là một bát mì trộn hành. Đơn giản không có thịt đâu, nhưng mà cái vị thơm của nó được làm nên từ cái vị hành phi này với lại cái sợi mì ở đây. Nó rất là nhỏ, sợi mì nó bé nên này. Bánh trôi nước nhân vừng mọi người ạ, nhưng mà siêu to luôn. Dạo quanh cổ trấn Tân Trường thì có thể gặp những hàng quán nhỏ bên bờ sông bán những đồ ăn thức uống hàng ngày của họ. Cổ trấn Tân Trường có hết những đặc điểm của một cổ trấn Giang Nam, tường trắng, ngói đen, nhà gỗ, có cầu, có thuyền qua lại. Dạo quanh khu phố này có thể bắt gặp rất là nhiều hình ảnh bình dị, ví dụ như ông bà ngồi phơi nắng, thậm chí là bóng của hiên nhà in lên tường trắng nó cũng rất là nên thơ. Cổ trấn Tân Trường được xây dựng trên đất phù sa của sông Trường Giang. Năm 1128 thì trấn này được xây dựng. Cổ trấn này thì được dịch chuyển từ nơi khác về đây. Trước kia có tên là Hạ Sa. Hạ Sa là một cái xưởng muối. Và sau khi cái xưởng muối đấy dịch chuyển về đây là một xưởng muối mới, cho nên người ta gọi là Tân Trường cổ trấn. Bây giờ thì mình đang đứng trước căn nhà của Vương Mạn Ni. Mọi người có xem cái phim là 30 thôi mà đấy không? Khi mà Vương Mạn Ni về quê thì đây chính là cái căn nhà của cô ở đấy. Mặc dù Trung Quốc mở cửa rồi nhưng mà khách du lịch vẫn đang còn rất là ít. Tất cả các hàng quán bởi vì không có khách, liên tục trong 2 năm họ đóng cửa rất là nhiều rồi. Trước kia thì cả cái khu vực, cả hai bên đường này là những cái hàng quán chuyên bán đồ của khu vực Giang Nam này, những món ăn nổi tiếng của họ. Còn bây giờ thì chả có ai. Đây, ví dụ như mình này, đi lạc vào cả cái khu này lâu lâu mới gặp một vài khách. Đến đoạn này thì mình có gặp cái cây hoa mai của Trung Quốc, mai vàng. Mai vàng của Trung Quốc thì tất nhiên là nó khác với mai của Việt Nam mình. Mai của Trung Quốc thì thường sẽ nở vào mùa đông. Ở những cái vùng khác nó lạnh hơn, thì khi mà vừa rơi tuyết này vừa có hoa mai, cho nên cái cảnh sắc nó rất là đẹp. Những cái bông tuyết trắng và những bông mai màu vàng. Cho nên cái mai ở Trung Quốc cũng là một loại cây được tượng trưng trong cái sức sống mãnh liệt đấy. Cổ trấn Tân Trường cũng là điểm cuối cùng mình giới thiệu trong video giới thiệu về Thượng Hải này. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp mọi người ở các video sau.